Xin chào anh em, hôm nay em sẽ test chim đi Onkyo model là TXNA906X, dòng công suất khủng long 770W nha, điện áp 100V, cọc lo bắp chuối cao cấp nha, có kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài và cổng quang, chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV, analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Rồi, em sẽ kết nối cái cổng analog luôn, cổng analog cổng CD nha. Và có cả luôn các cổng USB nha. Và với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc LED chất lượng cao nha. Đầu tiên đây là cổng DVD, là cổng HDMI. Cổng game và cổng quang. Cổng game cắm lại phía dưới. Cổng CD là cổng analog. Net USB. Kinh tâm. Enter. Nó vẫn có thể sử dụng ở trên cái điều khiển nha. USB nè. Mũi tên xuống nè. Chọn nhạc plug nè. On set radio. Hai loa chính nha, loa center. Loa surround. Loa surround. Loa surround. Loa surround. Rồi 7 loa hoạt động ok nha. Sắc cắm mạ vàng, công suất khủng long, HDMI in tín hiệu từ đầu đĩa HD đưa vào. Out sẽ xuất sang TV. Cổng quang tín hiệu từ Smart TV, analog chơi nhạc từ đầu đĩa, cổng Real để làm giải mã DAC, Onkyo TXNA906X, điện áp 100V, công suất là 770W nha. Rồi con này có một cái vết nhẹ đây nha, dòng khủng long luôn, có Equalizer đầy đủ nha, chỉnh bass chép chơi nhạc bằng 7 cái loa nha. Trên đây là video để test chim đi Onkyo TXNA906X khủng long. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh.